xử lý tôi không ạ? Tôi lấy ví dụ này, hôm hôm nọ đội tôi của em chưa cuối tuần, công ty tôi hay có liên hoan cuối tuần, đóng góp vào ăn liên hoan vui vui tí. Ngồi ngồi nói chuyện là mấy cái nhà hàng gần văn phòng công ty, cái nào mở ra cũng sập. Thế ngồi nói chuyện là tại sao nó sập? Bởi vì thì chỉ thấy một cái đơn giản nhất là từ lúc nó khai trương cho đến lúc nó sập là mình còn chưa bao giờ biết nó, mà mình ở sát vách nó. Tức là anh chị hiểu không ạ? Rất nhiều người kinh doanh vẫn rất là gì? Ngây thơ truyền thống, không làm bất cứ hoạt động marketing nào. Tôi nói đơn giản nhất, phát sang tờ rơi sang tận nơi. Đây là văn phòng đúng không ạ? Mời anh chị sang bên chỗ tôi dùng bữa trưa, tôi giảm giá 30%, 50%, tôi thí dụ như vậy. Mình phải nỗ lực để mà bán hàng, nó chả có nỗ lực gì cả. Cứ ngồi kệ chết. Xong thì bảo live stream bán hàng, ủa em ngại lắm. Em live stream à? Nên tôi tùy, tùy các bạn. Bởi vì đấy là quyền lựa chọn đúng không ạ? Những công cụ thì tôi hướng dẫn rồi. Không biết live stream đúng không? Tôi sẽ dạy. Ý là tôi sẽ dạy, buổi chiều tôi sẽ dạy. Trước khi live stream thì phải làm gì, làm kịch bản như thế nào, rồi thì chơi quà tặng ra sao, chơi trò chơi viên mục nha, dạy hết. Thế nhưng mà em ngại lắm, thế thôi, ngại thôi. Bây giờ biết mà vẫn không làm thì chịu, không ai có ý kiến gì cả. Tiếp tục, bước tiếp theo là gì ạ? Phải bán nhiều sản phẩm. Nếu bạn chỉ bán một sản phẩm, ví dụ như chị kia chị bán quần áo đúng không ạ? Chị chỉ giới hạn là 300 đơn thôi. Bây giờ còn thiếu 700 đơn thì phải làm gì? Thì trong trường hợp này chị có thể tận dụng tập khách hàng là các mẹ ở công sở ở quê. Thì làm gì ạ? Bán thêm sản phẩm khác. Tất nhiên khi mình đa dạng sản phẩm thì cơ hội bán hàng là tốt hơn, nhưng đồng nghĩa với việc là gì? Chi phí, thời gian, công sức cũng sẽ lại nhiều hơn, đúng không? Thế với một cái tập các mẹ như vậy mình có thể làm gì với họ? Mình nói là em đấy, các chị mua váy của em được nha, bây giờ em bán thêm thuốc giảm cân, ví dụ vậy. Có chị nào mà có chị nào mà cần ngoại hình đẹp hơn thì mua ủng hộ em. Thế người ta cũng mua của mình rồi, người ta thấy sản phẩm của mình tốt rồi thì người ta rất là dễ chấp nhận và rất có thể mình lại bán được thêm vài chục đơn hàng nữa, ví dụ như thế. Và mình sẽ bán nhiều sản phẩm thì mình sẽ có nhiều đơn hàng. Các bạn đừng giới hạn mình vào một sản phẩm. Khi các bạn đã có hệ thống hoặc các bạn có kỹ năng rồi thì đừng giới hạn mình vào một sản phẩm, nhưng sản phẩm gì thì cũng phải rất là chất lượng. Và nên sản phẩm đấy có nên trung tập khách hàng. Có hiểu khái niệm trung tập khách hàng không? Đừng có là như này nhá. Bây giờ đang bán thuốc giảm cân thì khách chủ yếu là nữ, đúng không? Nam thì ông ấy cũng phệ kệ chứ. Lại nghĩ ra một sản phẩm gì đấy bán cho nam thì chết cha rồi. Tại vì mình đâu có lợi thế, mình đâu có hiểu khách hàng đó, mình lại phải đi tìm khách hàng mới. Đó, bây giờ mình đang bán mỹ phẩm, khách của mình là nữ thì cứ cái gì mà nữ xài là mình bán. Thời trang, đồ lót, đồ ăn, nó sẽ rất là dễ chấp nhận. Bởi vì mọi người đâu chỉ mua một sản phẩm là sẽ bán. Mọi người thích anh khoai rồi, mọi người có thể mua mọi thứ anh khoai bán, đúng không ạ? Thì chị bạn tôi nhé, chị không bao giờ bán hàng online. Thế mà chị lên mạng chị bán và tôi thấy nền chị bán tốt kinh hoàng, nó chỉ bán trên Facebook cả đấy. Mọi người có tin rằng là chị bán quẩy trên mạng mà bán được không ạ? Quẩy nhé, một ngày chị phải đi tầm 500 đến 1.000 gói quẩy. Quẩy nhà máy trồng và có nhà máy sản xuất thực phẩm bán 10.000 một gói quẩy. Cứ đa hình lên tuyển đại lý xịn
người ta nhập chục gói, 20 gói, 50 gói, 100 gói, đi giao hàng chạy Camry, đứng trước cửa nhà giao hàng cho khách, khách bảo làm gì có biết là xích, mà không biết ngay ở trước cửa, mà không thấy thế nào cả. Mở cửa xuống xe bay quẩy đây, còn thế này thì ai dám nhận ở đây là xích. Không thật luôn, tôi sẽ cho chị, cho các bạn xem. Bán cực kỳ tốt. Bây giờ chị làm bánh trung thu, mỗi ngày bán 100 cái bánh. Bây giờ chị cho em làm với. Bán cực kỳ tốt luôn. Tìm chị Tuyết Trần, nhưng mà Facebook của em tìm có thấy không? Facebook của thầy cũng thấy được đó. Facebook của em cũng thấy được đó. Tìm cái này thấy Tuyết Trần. Tìm chữ quẩy ấy. Tuyết Trần quẩy ấy. Có thêm chữ quẩy vào thì sẽ ra. Không, số điện thoại bây giờ không ra. Vì nó chặn rồi. Phải tìm bằng Facebook của thầy mới thấy. Em tên như thế nào? Thấy máy kiểu gì đấy? Quay cũng được, không giấu được. Không, ở đây rồi, đúng rồi. Đấy. Đấy, chị bạn tôi đấy ạ. Vâng, nhà cực kỳ giàu, học cực kỳ giỏi, đã thế lại còn ham làm trăm cái tiền. Đáng ghê luôn. Người ta được hết cả mọi thứ. Nhà ở Eco Park, mấy nhà cho thuê nữa. Chị kia để điện thoại dung của tôi gánh, để sai lên của tôi gánh, lấy ra 3 lần rồi đấy. Đấy, mọi người thấy không ạ? Bán. Cái gì chả bán được. Có biết cách bán hay không? Mình có đủ uy tín hay không? Nhưng cái mẹ mai mà sao bán quẩy lên Tết ngày mùa rồi. Bán bánh trung thu Tết ngày mùa rồi. Vì sao mình không có bạn bè, một, hai là mình không uy tín, ba là mình chưa bán hàng bao giờ, đúng không? Cái công ty tôi chiều nay ngày sau sẽ có đứa nào không mua. Đây là một sản phẩm tôi thấy khá là ngạc nhiên về chuyện là bán quẩy và bán rất tốt ở trên mạng. Hôm nọ chị bảo, ngay là các anh bảo sinh viên bán đi, nhưng mà tôi thấy khó quá, bởi vì là một gói quẩy bán 10.000, bán lẻ thì chị để cho tôi chiết khấu mà. Ừ đấy. Đấy. Thì tôi không tiết lộ con số tiết chiết khấu nhé. Chắc cũng được khoảng 30% nhé. Bán một gói được 3.000. Còn mình bảo bán này bao giờ em giàu được. Khó quá. Thế thì thử hỏi là với một tháng kiếm 10 triệu để bán bao nhiêu gói à. Tất nhiên là với mọi người nếu mà ít thời gian thì ok. Cái mức khoảng 3-4-5 triệu rất là ok. Đấy, chị và bạn tôi chơi rất là thân, bán quẩy ngày bán vài trăm cái hàng nghìn gói rất là dễ. Nhưng mà cách chị làm là gì? Chỉ tìm người bán mua. Đấy là một cách rất thông minh, đúng không? Ví dụ như cha mê của anh Hồ là sẽ cũng chỉ tìm người bán mua, không bán lẻ nha. Đây là một mô hình đang rất tốt, đang rất phát triển trên mạng. Đấy, thì buổi chiều thì tôi sẽ mời Kiều Anh, nếu mà đến kịp của không thì Hồ sẽ lên trao đổi thêm với anh chị và chia sẻ về mô hình của nhà tài trợ với anh chị, sản phẩm tốt như thế nào, chính sách ra sao, rồi thì cách thức bán hàng như thế nào. Đấy. Ở đây thì mọi người có thấy rằng là khi mà tôi đã lấy cái ví dụ nó rất là kinh khủng như này. Bánh trung thu thì có thể các bạn thấy là bán ở trên mạng là rất dễ, nhưng quẩy bán ở trên mạng là rất khó. Mà chị bạn tôi là bán bình quân mỗi ngày khoảng 1.000 cái gói như thế này. Tại vì chồng chị có một cái nhà máy, anh Hải chồng chị có một cái nhà máy ở dưới Bắc Ninh chuyên sản xuất thực phẩm xuất khẩu. Thế là làm chơi chơi cái này cho vợ bán, làm chơi thôi. Chị thì không đi làm gì cả, chị ở nhà thì chán, chị cứ làm chơi rồi. Làm chơi lại ăn thật, khổ thế. Có người làm thật thì lại toàn thấy mất tiền. Tóm lại là gì? Sau vụ hôm nay ấy, muốn làm ăn gì ấy, đúng không? Muốn kiếm tiền ấy, thì phải gặp thầy Thái. Đấy là bí quyết. Tiếp tục, muốn bán nghìn đơn đúng không ạ?
Nhìn ra rồi, tiếp tục nhé.